Ở vụ bưởi Tết, làm thế nào để chăm sóc cho từng trái bưởi đạt chất lượng ngọt ngon, hình thức trái bên ngoài không tì vết? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 28 tháng 1 năm 2024 với phần tư vấn của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.